Nguyễn Xin bất ngờ hé lộ thấy ông nội hậu duệ Âu Cơ Lạc Long Quân có 31 người con trải dài năm châu bốn bể. Chỉ còn vài ngày nữa là 2021 sẽ kết thúc. Ấy thế nhưng những câu chuyện xoay quanh Tịnh Thất bồng con, Thiên Nam bên bờ vực thẳm vẫn chưa đến hồi kết. Cứ dăm ba hôm lại lộ thêm một vài tình tiết ly kỳ. Và mới đây nhất, Nguyễn Xin, anh hùng thích đi bóc phốt đã bất ngờ hé lộ một góc về tình phụ tử của thầy ông nội, khiến dân tình phải sốc tận óc. Theo đó, thầy ông nội Lê Tùng Vân có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước, một mớ tại Tịnh Thất, còn một mớ ở Cần Thơ, An Giang và phiêu bạt ở một số tỉnh nữa. Đáng nói, có những đứa con của thầy lại là sản phẩm hấp diêm chính cháu ruột của vợ mình ngay khi cô này còn chưa tròn 18 tuổi. Đặc biệt, thầy Vân có hai cô con gái quốc tịch Mỹ. Nghe đến đây chắc hẳn nhiều anh chị em đang không tin vào đôi tai của mình đúng không? Chưa rõ thông tin mà Nguyễn Xin cung cấp có phải là thật hay không, nhưng nếu đúng như vậy thì theo một số cư dân mạng, thầy ông nội đích thị là hậu duệ của Âu Cơ Lạc Long Quân rồi, chứ người thường sao khỏe như vậy được. Không hiểu nhiều năm qua thầy đi tu kiểu gì mà có thể cho ra nhiều sản phẩm đến vậy. 31 người con, bạn thấy thầy ông nội có đỉnh chóp không?